Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ tuần Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình, giọng đọc lãm, chương 10. Tuy vậy, dù tới giờ Hồng Ân cũng chưa có nói gì sai, mọi chuyện vẫn diễn ra như đúng lời Hồng Ân đoán, nhưng cậu vẫn chừa lại một chút lỡ cuối cùng anh vẫn không tha thứ cho cậu thì sao à, anh thật sự yêu em hả này lại bắt đầu nói chuyện gì nữa đó, đó hả minh quân bị hoàng ân chuyển đề tài liền cảnh giác nếu em là kẻ xấu xa hay gì gì đó không giống như trong suy nghĩ của anh thì sao anh có còn thích em nữa không hoàng ân muốn nói nếu em là kẻ lừa gạt thì anh còn thích em nữa không nhưng cậu vẫn chột dạ không có dám đá động tới hai cái chữ đó vẫn thích dù em là ai, dù em xấu thế nào, anh vẫn thích em. Trong mắt anh, Hồng Ân là nhất. Mình quân muốn cười. Kẻ đang yêu luôn như thế, luôn sợ mình khiếm khuyết cái phần nào đó sẽ không được người yêu yêu thương nữa. Nhưng anh đây cũng đang rất là muốn hỏi Hồng Ân. Nếu anh nghèo, anh bệnh tật, anh xấu xí, anh bị người khác căm ghét, thì cậu có giống như người ta cũng ghét bỏ anh hay không? Dù Minh Quân biết anh sẽ không đến nỗi vừa nghèo, vừa xấu, vừa bệnh tật, nhưng vẫn muốn nghe một lời hứa chung tình ngọt ngào từ người yêu. Cho nên anh cũng không ngại nói cho cậu rằng dù cậu có ra sao đi nữa thì anh cũng yêu cậu. Đây không chỉ là lời dỗ ngọt dành cho nhau, cũng là lời nói tận đáy lòng của anh. Hôn chi Hồng Ân là người như thế nào anh hiểu rõ nhất mà. Dù có chút tinh quái, chút lôi thôi, chút khờ khạo, nhưng làm gì có chuyện anh sẽ ghét bỏ cậu. Vậy đi chơi cùng anh nha, chúng mình tạo một chút không gian riêng. Anh muốn cùng em thức dậy, cùng em đi ngủ, cùng em ăn, cùng em dạo chơi, cùng em tâm sự. Anh muốn hưởng một chút cảm giác không phải chia tay ra về khi tới giờ. Sầu muốn chết khi mà đợi tới lúc được gặp mặt. Anh muốn hưởng thụ cái cảm giác lúc nào cũng có em bên cạnh. Chỉ cần quay sang là nhìn thấy em. Em, nhưng em. Hoàng ơn sao lại không muốn được như vậy? Những gì anh nói, anh muốn cũng là những gì cậu mong muốn đến cháy lòng. Em muốn như vậy không? Ừ, dạ có Cuối cùng Hoàng Ân cũng bị cám dỗ Bởi cái lời thì thầm bên tay Làm sao cậu có thể chống lại được cơ chứ Đi Đà Lạt cùng anh nha Không phải Minh Quân thiếu không khí mát lạnh Nơi anh ở dư thừa cái điều đó Nhưng nghĩ lại Nếu đi biển thì không có được cơ hội Đầu ấp tay gối Tay tông tay cùng với Hồng Ân Đi Đà Lạt dù gì cũng có cái cớ nó là trời lạnh mà danh chúng ngôn thuận ở sát ở bên người vả lại lên Đà Lạt khung cảnh lãng mạn, thích hợp cho đôi lứa hàng nguyên yêu đương. Không chừng, anh cũng thuận lợi một lần mở miệng, có thể nhận được lời hứa vĩnh viễn của cậu. Chiều nay ghé thăm cô đi, thuận tiện, anh xin phép luôn, còn vài ngày nữa là Tết rồi, đặt vé luôn cho kịp. Minh Quân đã nói đến như vậy rồi, Hoàng Ân cũng đành gật đầu. Không nói dối chứ trong lòng của cậu cũng rất mong chờ giây phút được ở nơi lãng mạn như xứ Đà Lạt. Cùng anh tay trong tay nói chuyện tình yêu cả buổi chiều trong khi chờ đợi tới thời gian sang xin phép mẹ của Hoàng Ân Minh Quân cứ nhất nhất ôm cậu khư khư không có chịu buông trong phòng khách sạn có máy lạnh ôm bao lâu cũng không có sợ nóng thế là Minh Quân cứ thế mặc dày không có buông cậu ra lý do là để đền bù cho cái thời gian xa cách của cậu với lại anh phải bồi thường cho anh để cho anh ôm cậu cho thỏa lòng Hoàng Ân không biết làm sao để cự tuyệt đành ở trong lòng của anh Cùng anh to nhỏ cái chuyện này chuyện kia Tị tê tâm sự Bù lại cho những ngày xa cách Buổi chiều Minh Quân đèo Hoàng Ân Sang hải đường Nhìn thấy Minh Quân bà Như Thị tỏ ra vui mừng Khi gặp lại cậu hàng xóm cũ Sao con biết cô ở đây mà ghé vậy Vào đây vào đây Con vẫn liên lạc với Hồng Ân mà Sao lại không biết cô trở thành bà chủ cho được Cô ngày càng trẻ ra đó nha Minh Quân không tiếc lời nịnh nọt Con lúc này biết nịnh phụ nữ rồi ha Chắc có bạn gái rồi phải không Bà Như Thị cười te toét, cậu hàng xóm này rất hiền, lúc trước cũng giúp đỡ mấy đứa nhỏ của nhà bà rất là nhiều. Sách vở, đồ dùng học tập, bạn chơi, chưa kể bị hai đứa nhỏ nhà bà quậy cho tơi tả không biết bao nhiêu lần, cũng không có ghét bỏ tụi nó. Bà đều biết hết, cho nên bà rất có tình cảm với cậu hàng xóm này. Lại nghe cậu ta xuất cảnh phát triển sự nghiệp thì cũng mừng dùm, tưởng không có dịp gặp lại, ai mà ngờ. Lấy nước cho anh đi con. Thấy Hoàng Ân còn đứng đực ra đó bà dục. Dạ, con uống gì? Nước ngọt, bia hay nước trái cây? Bà Như Thị vô cùng hiếu khách. Dạ thôi, nước trắng được rồi, con cũng vừa mới uống, không cần mất công làm cho đâu. Đâu có được, lâu lâu mới có dịp ghé cô một lần mà. Bữa nay ở lại ăn cơm với cô luôn nha, hôm nay đóng cửa sớm một chút. Hoàng Ân lẫn Minh Quân đều trợn mắt vì cái sự quá nhiệt tình của bà Như Thị. Cả hai không hiểu làm sao bà Như Thủy lại thích Minh Quân đến như thế. Tuy rằng là hàng sớm lâu năm ở nước ngoài về, nhưng cũng không đến nỗi là đóng cửa nghỉ sớm, chỉ để mời cậu hàng sớm ăn cơm. Sao vậy? Đi mới có mấy bữa, đã bắt đầu chê cơm Việt Nam rồi hả? Bà Như Thủy thấy cậu hàng sớm có vẻ bất ngờ với sự nhiệt tình hơi quá của mình, thì vui đùa một câu để xí xóa hơn ai hết bà biết cái sự giúp đỡ của cậu hàng xóm với mấy đứa nhỏ nhà bà quý hóa cỡ nào trong khi bà chạy ngược chạy xuôi vì miếng cơm manh áo trong khi lòng dạ đang rối bời vì gia đình tan rã chồng có người đàn bà khác trong khi bị nơi làm chèn ép đủ thứ bà thật sự không còn tâm trí lẫn khí lực theo dõi việc học hành của các con cố gắng cho tụi nó không đói có thể tiếp tục đi học không phải vất vả chạy ra ngoài đi làm thêm là đủ làm bà kiệt sức rồi vậy mà minh quân giúp tụi nó bài vở chưa kể mua sách tham khảo đồ dùng học tập mọi khi thấy món này món kia còn mới tinh trên bàn học bà lại muốn rớt nước mắt trong lòng bà cảm kích minh quân biết chừng nào bà không biết con cần gì chúng cũng không đòi hỏi nhưng mà minh quân biết và đã giúp đỡ vậy mà bà cũng chưa từng có cơ hội nói một lời cảm ơn hôm nay minh quân ghé thăm làm sao trách bà không nhiệt tình cho được Bà Như Thị chỉ nhìn thấy bề ngoài, đâu có biết Minh Quân chỉ giúp đỡ có mỗi mình Hồng Ân thôi. Bà ghi nhớ cái món nợ ân tình này tận đáy lòng, trong khi Minh Quân lại chẳng có để ý. Trách sao người thì quá nhiệt tình, còn người thì kinh ngạc không biết phải làm sao. Dạ đâu có đâu có đâu cô, để con mời cô mới đúng. Không cần biết, cô hôm nay nhất định phải mời con một bữa cơm mới thỏa đáng. Bà Như Thị không biết phải giải thích ra làm sao, nhưng nhất định phải mời cụ hàng xóm cũ một bữa cơm mới ưng bụng. Mẹ à, không cần đâu, vả lại con cũng mới đưa anh đi ăn cơm xong mà. Thấy Minh Quân lúng túng, Hoàng Ân lên tiếng giải vây, sự nhiệt tình của bà cũng làm cho cậu bất ngờ không kém gì anh. Mới ăn rồi à, bà như thị có hơi thất vọng. Con còn ở đây lâu mà, để lúc khác cũng được mà cô, thấy bà như thị tỏ cái vẻ thất vọng minh quân vội vàng hẹn khi khác anh không muốn làm bà phật lòng dù gì cũng là mẹ vợ tương lai mà ừ vậy lúc khác vậy nhất định phải mời con một bữa cơm ra nước ngoài sống quen không con làm ăn được không bà như thị thấy hài lòng vì hẹn được minh quân cho nên chuyển sang hỏi thăm tình hình sinh sống của anh dạ ban đầu cũng hơi khó thích ứng giờ cũng quen rồi cô con theo học cậu con làm việc cậu con có công ty ở bên đó, con học hỏi họ cũng không ít. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hai đứa nhỏ nhà cô mai mốt mà được bằng một góc của con thì cô cũng mừng. Hai em học khá lắm mà cô, cũng ngoan nữa. Vòng vo vò trò chuyện một hồi, Minh Quân bắt đầu tìm cách xin cho Hoàng Ân theo anh đi chơi. Tết về bên này, nhà cũng không có ai, con định đi du lịch vài ngày. Minh Quân vào đề tài. Ừ cũng được, nếu không có ai thì tới nhà cô đi, Tết nhất mà một mình thì buồn lắm Dạ con cũng nghĩ như vậy Nhưng con định đi Đà Lạt chơi Mà đi một mình thì cũng buồn Gặp Hồng Ân định rủ em đi cùng cho vui Nhưng Hồng Ân sợ là cô không cho phép Trời đất Đi với con cho vui thì có gì đâu mà sợ Sợ phiền con thôi Bà Như Thị cũng chưa quen lắm Chuyện con bà có ý thích khác người bình thường Con trai cùng con trai Có gì đâu mà lo Người này cũng là người bà tin tưởng mà Miệng thì nói chuyện cho phép Hồng Ân đi chơi với Minh Quân, nhưng trong lòng bà cũng thấy kỳ. Minh Quân đi cùng Hoàng Ân tới đây xin phép cho Hồng Ân đi chơi, mà anh cũng không có rủ Hoàng Ân đi cùng. Nhưng cứ mỗi lần nói Hồng Ân, Minh Quân lại nhìn Hoàng Ân một cái. Bà Như Thủy làm bầm trong bụng, là bà nhìn lầm hay là Minh Quân nhìn lầm. Hai thằng con bà giống nhau quá, không phải không có lúc lầm. Minh Quân từ lúc vào tới giờ cứ Hồng Ân Hồng Ân mà nó cũng không có đính chính thì chẳng lẽ là chính bà nhìn nhầm. Còn Hàng Ân, để hai anh em nó đi cùng con cho vui, cô lo hết cho ba anh em. À dạ không cần, con mời em đi chơi, đâu thể để cô lo luôn cho cho con được. Như vậy sao con dám? Bà Như Thủy chưa nói hết lời, Minh Quân đã vội vàng mà từ chối. Hơn nữa con cũng đã rủ Hoàng Ân, em nó không muốn đi, hình như Tết này có hẹn với bạn bè rồi. Vậy à, vậy để Hồng Ân đi cùng con cho vui, Bà như thị cao mày, chẳng lẽ là mình nhìn nhầm thật. Phải kêu tụi nó đứng cạnh nhau để tập phân biệt mới được. Làm mẹ mà không phân biệt được con thì còn gì mà nói. Hoàng ân nhìn Minh Quân cứ một tiếng hồng ân lại nhìn mình một cái. Còn mẹ thì cao mày nghi ngờ, bụng cậu cũng đánh lô tô dữ lắm. Nghe mẹ nhắc tới Hoàng Ân, cậu thậm chí chuẩn bị tinh thần bị bài lộ mọi sự. Nhưng ai ngờ, hình như mẹ cũng không có chắc lắm, cậu là Hoàng Ân, cho nên cứ nhìn cậu chờ cậu xác nhận. Hoàng Ân đã lừa mẹ, cậu làm lơ luôn, cậu không muốn bị Minh Quân giết ngay lúc này. Mừng vì không bị lộ tẩy, nhưng nghe Minh Quân không chớp mắt nói dối là đã mời Hoàng Ân, nhưng bị từ chối, cậu cũng không khỏi len lén mà đau trong lòng, anh vẫn ghét Hoàng Ân như cũ. Trò chuyện cũng cách tiếng đồng hồ, Minh Quân xin phép đi, Hoàng Ân có nhiệm vụ đưa anh về bằng chiếc xe đạp của cậu nên cũng chạy luôn, cậu sợ ở lại sẽ bị mẹ tấm lấy làm rõ cái chuyện cậu là đứa nào. Xin được Hoàng Ân đi chơi cùng mình, Minh Quân vui vẻ ra mặt. Chuyện kế tiếp là tìm cách đặt phòng khách sạn, tìm xe. Bây giờ đã quá cận Tết, anh không biết là còn có thể đặt phòng ở khách sạn hay không. Có lẽ là nên tìm mấy công ty du lịch để bút tour sẽ chắc ăn hơn. Hoàng Ân thì tiếu tích chuẩn bị đi chơi cùng Minh Quân, Hồng Ân thì đi kiếm bạn bè gầy độ chơi Tết. Dù gì cậu cũng không thể liên lạc với Đình Tuấn suốt các kỳ nghỉ, thôi thì cùng bạn bè vui chơi cho đỡ buồn. Năm ngoái chị đi chơi cho tụi nhóc ở nhà, năm nay thì chị ở nhà, mấy đứa nhóc chạy hết trơn. Có cần em tới ăn Tết với chị cho vui không? Phương chọc ghẹo bà chị như thị của mình. Còn cậu thì sao? Thấy hai người thấm thiết lắm rồi mà. Tết này có kế hoạch gì không? Bà Như Thủy cũng không thèm để ý lời đâm thọt của Phương. Không, chị Thủy này, em định trở về nhà một chuyến. Chị thấy nên không? Về nhà, ai gọi cậu về hả? bà như thủy thấy phương nghiêm túc mà hỏi ý kiến của mình thì cũng nghiêm túc suy nghĩ cái vấn đề phương nói không tại hôm trước em gặp người quen ở gần nhà nói mẹ em lúc gà sức khỏe yếu lắm em muốn về một chuyến sợ vậy thì về đại đi hãy không xong thì lại đi chứ lỡ có bề gì thì ân hận cả đời luôn đó chị nói xem em nên về bây giờ hay là để tết rồi về vậy thì về bây giờ đi ở lại ăn tết được thì tốt không thì cũng không gặp cái cảnh đầu năm mà phải ồn ào nhà cửa. Vậy cũng đúng, em nghe lời chị. Đón giao thừa năm nay, Minh Quân tới nhà dùng cơm, ở lại làm khách. Bà Như Thị biết Minh Quân về Việt Nam có một mình nên dứt khoát bảo anh tới cùng gia đình đón giao thừa luôn. Rồi chiều mùng 1, anh cùng Hoàng Ân đi Đà Lạt. Nghe tin Minh Quân ăn Tết ở nhà mình, Hồng Ân trịnh trọng nắm vai Hoàng Ân mà nói. Cả mẹ cũng thích anh ấy như vậy Anh ấy cũng thích em như vậy Em phải nhân cái chuyến đi này Mà gạo nấu thành cơm đi Anh nhảm quá đi Nói vậy nhưng Hoàng Ân cũng đỏ mặt Nghe anh mày không có sai đâu Thấy anh mày nấu cơm xong Thì hạnh phúc biết bao nhiêu không Anh lớn hơn em có nhiêu tuổi đâu Mà bày đặt lên mặt dạy đời người ta Lớn bao nhiêu cũng là lớn Nhớ nha Không có mềm lòng khai hết ra đó Chờ Minh Quân về ở hãng Việt Nam Rồi hãy tha hồ mà thành thật khai báo Anh sẽ đứng ở một bên nó vô cho Lúc đó có giận cũng là ở đây Em cứ từ từ mà nan nỉ nan nỉ riết cũng được Anh ấy thương em mà Ai bị lừa cũng phải giận thôi hà Giận một thời gian rồi sẽ hết Còn để cái cảnh mà ảnh giận mà ở xa tít tắp Muốn gặp cũng gặp không được Gọi điện cũng không bắt máy Thì chắc chắn trăm phần trăm là đường ai nấy đi luôn đó Tới chừng đó đừng có trách sao anh mày không báo trước nha Thấy anh mày không đang yêu đó mà đình tuấn về một cái muốn liên lạc cũng không biết làm sao luôn yên tâm đi tới khi đó chỉ cần mặc giày theo ảnh thì ảnh hết giận hà hồng ân vô cùng tịnh trọng mà truyền đạt cái kinh nghiệm non nớt đầu đời của mình cho em trai anh nói cái câu này bao nhiêu lần rồi hả chẳng qua là anh sợ ảnh theo đuổi anh làm đình tuấn hiểu lầm thôi hoàng ân nó rõ bụng dạ đen tối của hồng ân anh mặc giày thì có kệ nó mặc giày mà có bồ còn hơn mặt mỏng cho lắm vào như em ấy Mấy năm trời cứ tương tư một mình hả Hồng ân cũng có tự ái nha Nó cậu mặt dày Dù có dày thật nhưng cũng không có được nói ra miệng chứ Cậu chỉ mặc dày với Đình Tuấn thôi mà Bình thường người ta làm con ngoan trò giỏi Có liêm sĩ lắm mà nha Nhìn Hồng ân dương dương cái mặt kênh kênh mình Hoàng ân xì một tiếng Một tiếng dài hổng có thèm chấp Cho nên Thấy Hoàng ân xuôi theo mình Hồng ân tiếp tục làm quân sư quạt mo Hễ mà có mặt Minh Quân thì em là anh, anh là em. Mẹ biết đó. Hoàng Ân nghĩ tới ca cao mài của mẹ, mẹ thỉnh thoảng cũng nhầm lẫn hai anh em, nhưng không phải lúc nào cũng nhầm. Thì hạn chế gặp mặt, Minh Quân không ưa anh cho lắm, cho nên anh ấy cũng sẽ không hỏi han gì tới anh đâu. Anh cứ ở lì trong phòng là được. Chắc không đó. Hoàng Ân nghi ngờ. Lỡ bạn bè tới thì làm sao? Minh Quân chỉ ở đây có ngày 30 với mùng 1 chứ nhiêu. Ngày đó bạn bè nào mà tới nhà, Hồng Ân trừng mắt, ý mắng Hoàng Ân sao mà mấy cái chuyện thường thức như vậy mà cũng không biết. Ừ, cũng đúng ha. Vậy nha, anh đi mua đồ Tết đây, có đi không? Không, mình quần cho nhiều lắm rồi. Này, anh mày hỏi cho có lệ thôi, cũng phải đi theo phụ xích đồ chứ. Đồ ăn trong nhà hôm nay phải đi mua luôn cho xong đó. Trời, bảo đi theo làm cu ly thì nói đại đi, mày đặt sắm đồ Tết không? Muốn ăn mì gói mấy ngày nay luôn hả gì? Hồng Ân sân si mà cãi lại không, hoàng ân trả lời dứt khoát. mì gói nó không ngoa chứ cậu thấy nó là sợ hà? có ông anh tay nghề nấu ăn không tồi thì mắc gì phải ăn mì gói chứ? khuôn giác thì khuôn giác, có làm sao đâu. hồng ân kệ nệ mua sắm những thứ cần thiết, đồ ăn, đồ trang trí. còn hoàng ân thì chỉ việc đi theo sách đồ. từ ngày hồng ân hứng thú với bếp nút, bà như thị cũng đỡ được một ít việc. Ban đầu bà còn nghi tới nghi lui Nhưng mà không có biết mắc cái chứng gì tự nhiên thích nấu ăn Không lẽ là muốn làm đầu bếp Nhưng Hồng Ân trả lời rất là chắc chắn Nếu thi không đầu đại học Thì cậu sẽ học làm thợ sửa xe Không làm đầu bếp Thợ sửa xe theo như lời bà Như Thủy thì cái nghề không tồi, nhưng dù gì thì cũng hy vọng con đổ đại học. Trưa 30, Minh Quân cũng mang một ít quà cáp tới nhà Hoàng Ân để mà ăn Tết nhờ vẻ hài lòng không giấu được trên mặt làm hoàng ân càng tin tưởng nhiều hơn lời hồng ân nói với cậu minh quân chắc chắn là yêu cậu chỉ nên đợi đúng thời điểm nói ra mới tốt không nên nói lung tung hồng ân y như lời hứa đi biệt tới buổi chiều mới về làm bà như thị càm ràm không thôi con đi tất niên với tụi nó mà mẹ sao không đi tới tối luôn đi phụ mẹ lao dọn cho xong đi hết ngày rồi muốn quay giao thừa mà nhà cửa còn bày hàng như vậy sao Tụi con làm cũng gần xong hết rồi mà. Hoàng Ân nói đỡ, Hồng Ân lo phần đi chợ cơm nước trước, dọn nhà phải tới phiên cậu chứ. Đúng nha, đúng cái đầu con á, vô phụ một tay một chân cho nhanh đi. Hồng Ân đi lên lầu thay đồ, gặp Minh Quân cũng đang phụ Hoàng Ân dọn dẹp. Cậu cười tít mắt, chào Minh Quân. Chào anh, lâu không gặp. Ừ, Minh Quân đáp lại một tiếng cho có lệ, anh cũng đang bực mình vì Hoàng Ân làm hầu hết cái việc dọn dẹp ở trong nhà, chưa kể đi chợ nấu ăn, sắm sữa cho mấy ngày Tết cũng là một tay cậu lo. Cái vụ Hồng Ân nấu nướng sắm sữa này là bà Như Thị khoe với anh, Minh Quân vô cùng bất ngờ, không thể tin Hồng Ân lại giỏi giang như vậy. Đồng thời anh cũng buồn vì trong nhà Hồng Ân lại chịu thiệt thòi như vậy so với thằng em bằng tuổi của mình. Anh tự hứa với lòng sau này sẽ yêu cậu nhiều hơn, cưng chiều cậu nhiều hơn để bù đắp lại cho cậu. Hoàng ân thở dài vì cái tội của Hoàng ân trong lòng anh càng thêm nặng. Đáng lẽ không nên để Hồng ân ra ngoài tránh mặt, mà bắt Hồng ân phải đóng vai cậu siêng năng chăm chỉ ngoan ngoãn một chút để anh có ấn tượng tốt. Đằng này càng làm càng sai, anh lại càng ghét Hoàng ân. Cũng không biết làm sao, chuyện cũng đã lỡ như vậy rồi. Thôi thì định mặc kệ, tới đâu hay tới đó nếu cần, cả đời này cứ là hồng ân cũng không sao, đổi vai luôn. Đằng nào thì hai anh em cũng giống nhau mà. Cũng không bao lâu sau khi Hồng Ân về thì nhà cửa tôm tất, bàn ăn được dọn ra. Bà Như Thị gọi điện dục phương tới ăn cơm bữa cứ năm. Giống như là cơm tất niên của cửa hàng Hải Đường có điều nhân viên chỉ có mỗi mình bà và Phương. Vài phút là Phương cũng tới, anh cũng mang một chút hoa quả, miệng thì càm ràm, chạy ngoài đường mà chị cứ dục dục hai ba lần á sợ ế đồ ăn hay sao bảo là tới sớm một chút mà mãi không thấy đâu cơm sắp nguội rồi phương tới thì cũng đủ người bàn ăn rơm rã trò chuyện hoàng ân thật ra không có khéo miệng như hồng ân nên trên bàn ăn hồng ân chọc cười không ngớt với lại hồng ân một phần cũng kiên dè cái chuyện minh quân đang ngồi ở đây nên cũng không có mấy khi đấu khẩu vạch áo ông anh mình nên bàn ăn trở thành một cái cảnh quái dị bà như thị nghĩ hoàng ân hôm nay lột lưỡi hay sao mà nói nhiều như thế trong khi cái thằng hay nói thì hôm nay là im re phương thì nghĩ mọi khi hai cái đứa nhóc này ăn mặc cũng khác nhau cho mọi người dễ phân biệt hôm nay mắc cái gì mà từ đầu tới chân không một chỗ nào là không giống cũng may là cái anh chàng tên minh quân này phân biệt được luôn kêu đúng đứa nào là hoàng ân đứa nào là hồng ân minh quân thì nghĩ Hoàng Ân tưởng cứ ăn mặc giống hệt Hồng Ân thì sẽ làm khó anh sao? Không hề. Anh từ trước tới giờ chưa từng nhìn nhầm hai người. Hồng Ân thì nhủ thăm, Công nhận Minh Quân hay thật. Cứ 10 lần hai cậu cố tình trộn nhau lại thì anh lại nhận đúng Hoàng Ân 10 lần không hề chần chừ Mẹ cậu cũng bị hai anh em làm cho rối rắm lên kia kìa. Hoàng Ân thì mừng thầm ở trong bụng. Anh ấy không hề nhầm lẫn, anh ấy rất rất nhanh phân biệt đâu là cậu, đâu là Hồng Ân. Bây giờ cậu tuyệt đối tin lời Hồng Ân nói, anh yêu cậu, không phải yêu Hồng Ân, anh chỉ nhầm lẫn mọi cái tên thôi. Cứ như thế bữa ăn diễn ra vui vẻ và hơi quái quái, nhưng không ảnh hưởng gì đến không khí của cả nhà. Trong khi Phương vô cùng thỏa mãn thưởng thức bữa ăn tất niên ở nhà bà Như Thủy, thì có người thở ngắn than dài ở pho. Sao giờ này lại ngồi đây Không hẹn người yêu đi đón giao thừa sao Minh Hàng bạn chí cốt của Kim Thành Thấy mặt anh mặt mày sầu thảm Nên lên tiếng hỏi Đi ăn tất niên với công ty rồi Sao cậu không đi cùng Công ty cái giống gì Chỉ có hai người mà cũng ăn tất niên Là hỏng cho mình tới Cậu bảo có bực mình hay không cơ chứ Đã đến đầu đường rồi mà còn đuổi mình về Kim Thành vô cùng bất mãn mà cào bào Sao vậy Mới nhiêu đó mà bỏ cuộc rồi hả Cái gì mà mới nhiêu đó cả năm mấy nay rồi mà không có tiến triển thêm một chút gì hết trơn á chán quá đi mất vậy thôi đừng theo nữa người gì mà làm cao quá trời về tìm người khác đi thiếu gì người chạy theo cậu mà cậu không chịu lại cứ đâm đầu vô đó vậy sao kim thành nhếch mép quay sang khiều khiều người đang đứng ở trong quầy ba ngày xưa cũng không phải không có người theo cậu sao cậu lại đâm đầu vô cái thứ vô lương tâm chết bầm này vậy Nãy giờ ngồi nghe hai người nói chuyện, nói đến sắp nổi lửa, bây giờ còn lôi cậu vô luôn. Anh Kỳ chỉ biết cười trừ. Này, nói bậy bạ cái gì đó, đang nói chuyện của cậu đó nha. Minh Hàng trừng mắt cảnh cáo cái thằng bạn của mình. Cậu còn dám nói này nói kia em của tôi, tôi cho cậu chết không có chỗ chôn luôn. Kim Thành cũng không có thua, trợn mắt cảnh cáo. ha có người thương rồi thì quay qua trở mặt với bạn bè hả? Mai này mà bị đá về đây, em tính gấp 3 lần tiền rượu của hắn cho anh. Minh Hàng cũng không nể nang gì mà đập lại Kim Thành. Trời, chuyện gì mà anh bị cắt cổ tiền rượu dữ vậy? Lại chọc Minh Hàng rồi phải không? Người đến là Tùng, đang ở dưới lầu. Biết có khách quen tới nên lên chơi. Sau khi được anh Kỳ kể sở đầu đuôi câu chuyện, Tùng cười ranh ma mà nói. Em chỉ anh chiêu này nha, đảm bảo không lấy được người về thì cũng rinh được lòng người ta không ít đâu đó nha. Thật không đó, đừng có làm anh tổ trát đó nha. Nếu như mà ok, anh sẽ tạ ơn em hậu hĩnh. Kim Thành khoái chí mà nhìn Tùng, chờ nghe quân sư tư vấn, bỏ qua Minh Hàng đang trề môi chế diễu anh ở một bên. Anh quay lại cái chỗ đó chờ người ta ăn tất niên xong trở ra, anh lại mời người ta cùng đón giao thừa, đảm bảo giao thừa này, anh muốn gì người ta cũng chiều hết. Thật không đó? Kim Thành tỏ ý nghi ngờ, đơn giản vậy thôi hả? Ừ, nhưng với điều kiện là anh phải tỏ ra rất vui vẻ, rất hạnh phúc khi chờ đợi đợi được thì vui còn hơn bắt được vàng vậy thì mới có kết quả chờ bao lâu cũng không có được tỏ ra oán trách biết chưa đợi được thì chắc chắn còn hơn bắt được kim cương ấy chứ cần gì giá bộ kim thành đính chính là tình cảm của mình cho bạn bè biết anh thật lòng thế nào thì biết anh thật lòng em mới chỉ không thì đừng có hồng mà không cần quà cáp gì sao mang ít hoa hồng không cần mấy người cứ chú trọng tiền bạc quà cáp cần thật lòng cần quan tâm chăm sóc người ta cần phải tỏ ra là cần người lấy chân tình đổi chân tình không phải lấy quà đổi chân tình anh chắc chắn lấy chân tình đổi chân tình mà kim thành vỗ ngực khẳng định vậy thì anh đi nhanh đi không thì người ta ăn tất niên xong rồi về mất tám đời luôn anh ở đó mà chờ được được anh đi liền được việc liền về hậu tạ cho em kim thành ba chân bốn cẳng mà chuẩn bị chạy đi này tốt nhất là cứ làm như là từ lúc đưa người đi cũng chưa có rời đi ấy cho nó thêm thuyết phục Minh Hàng nói với theo Biết rồi biết rồi gặp sao nha Kim Thành đi rồi Tồn đi xéo Minh Hàng Anh thật là gian quá đi Cũng giống như em thôi mà Anh Kim Thành cũng lận đận thật Theo Vũ Phong vất vả bao nhiêu năm Cuối cùng cuối vợ lại chẳng được mấy ngày Bây giờ theo phải người nào mà khó tính quá vậy không biết Ghé đây 10 lần như một Mặt mày sầu não hết biết Em tội nó làm cái gì Nó sầu thì nó mới ghé đây Chứ nó vui thì có thấy mặt mày nó đâu Không cần phải lo cho nó đâu Tình trường nó trải bổ ích sao Trước sau gì cũng được như ý thôi hà Không có tình cảm Người ta cho nó lẻo đẻo theo bấy lâu nay sao Có điều ai đang yêu cũng ngốc muốn chết Tùng cảm thán Bình thường ảnh ranh ma như quỷ á Toàn chọc điên người ta thôi Coi bây giờ rớt vô lưới tình rồi Thì mánh khóe gì cũng quên hết trơn Kim Thành vô cùng thành thật quay lại đầu đường nhà bà Như Thủy chờ Phương. Anh chờ đến 9 giờ tối mới thấy Phương đi bộ từ ở trong đi ra. Nhìn thấy Phương đi bộ ra anh chợt nghĩ. Anh không đến cậu về bằng gì. Taxi chắc chắn không nằm trong danh sách phương tiện di chuyển của cậu đâu. Xe buýt, xe ôm, gì đâu có còn nữa. Tối 30 Tết dễ gì kiếm được. Không lẽ cậu thật sự hy vọng anh sẽ tự đến đón cậu dù đã đuổi anh đi. Cậu muốn thử lòng anh sao? Kim Thành mừng hấm Về phải tạ ơn hậu hĩnh cho Tùng mới được Không nhờ Tùng là anh tôi rồi Phương nhìn thấy Kim Thành dừng xe bên đường Thì kinh ngạc không thôi Thật ra trong lòng cậu cũng dự định gọi Kim Thành Tới đón cậu rồi cùng nhau mừng năm mới Nhưng cậu không muốn bắt anh đứng chờ Cậu định khi nào về Mới gọi cho anh Không ngờ anh lại đứng sẵn ở đây Anh tới lúc nào Bước nhanh tới chỗ Kim Thành, Phương không tránh được tim đập mạnh vì một điều gì đó nhen nhóm ở trong lòng, một niềm tin chẳng hạn. Ờ thì anh cũng mới tới hả Kim Thành giả vờ ấp ốm để trả lời Anh nhớ lời của Minh Hàng dặn lúc nãy Phương đến gần Cậu nhận ra mái xe anh nguội lạnh Dưới chân Kim Thành tàn thuốc lá vứt đầy Chứng tỏ anh không phải mới tới Chờ lâu rồi hả Phương hỏi thêm một câu Hả à cũng không lâu lắm Kim Thành mặt thì trả lời có Nhưng mà miệng thì vẫn nói không Chờ làm gì Phương vừa mừng vừa giận anh đứng chờ cậu ngoài này, trong lòng cậu cũng cảm thấy xót xa lắm. Không chờ em thì em về bằng cái gì? 30 tốt rồi, em kiếm đâu ra mà xe mà về. Cái tật em hãy tiết kiệm, dễ gì bỏ tiền đi taxi. Kim Thành đóng trống lãng chuyện anh đã chờ bao lâu, khổ nhục kế thì phải làm cho tới nơi tới chốn chứ. Biết khi nào em ra đâu mà chờ, Phương vẫn không thôi vừa giận vừa sót ở trong bụng. Thì chắc chắn em cũng về thôi, không lẽ ngủ lại trong nhà người ta luôn sao? phương hết nói nổi kim thành lỡ như em về trước rồi làm sao kim thành đổ mồ hôi hộp vì lời chất vấn của phương may mà trời hôm nay rất mát nhớ tới lời minh hàn dặn anh công mắt cười vô cùng tự tin khẳng định với cái vẻ mặt rất ư là vô tội chắc chắn là không bỏ lỡ được phương im lặng một lát cũng không có nói gì cậu nhìn kim thành anh ban nãy còn úp úp mở mở chuyện đã đợi bao lâu bây giờ lại tít mát tự tin nói sẽ không bỏ lỡ được cậu cậu đang nghĩ tới cái điều gì đây không lẽ anh đã chờ cậu từ cái lúc anh đưa cậu tới đây anh chưa về về đâu từ lúc đưa em tới đây anh chưa về phương lặp lại rõ ràng lần nữa em đừng đuổi anh về kim thành không mở miệng nhận anh chưa từng rời khỏi đây từ lúc đưa cậu đến anh ngu gì mà nhận mai này lỡ bể ra lại mang tiếng dối trá anh chỉ không phủ nhận thôi về nhà không có ai buồn lắm đêm nay giao thừa nữa anh muốn ở cạnh em em định khi nào về thì gọi cho anh không nói là không đi cùng anh phương mỉa mai với cái sự ngớ ngẩn của kim thành hả kim thành cũng bị cái chuyện tự mình hù mình làm cho anh tự quê một cục em không nói anh đâu có biết tưởng em không muốn ở cùng anh tưởng tưởng gì mà tưởng lại tưởng vậy phương cũng ngượng khi mà nói mấy cái lời mờ ám tại em lúc nào cũng muốn anh tránh xa em ra mà ở cạnh cũng không cho anh gần gũi chút nào hết Anh đâu có dám nghĩ là em đuổi anh về Rồi sẽ gọi cho anh đâu Có, có sao Nhìn bộ dáng đàn ông cao to Mặt mày thì như cướp biển Mà lại phụng phiệu Bắt vạ cậu Phương cũng chịu không có nổi Bộ dạng anh thật khó coi muốn chết Phương nổi da gà Trong lòng thì giống như là bị ai đó Lấy lòng gà mà khiêu khiêu Anh biết anh khó coi muốn chết Nên không có làm em mềm lòng thương anh Thôi thôi thôi, làm ơn cho em xin đi Anh mà cứ như vậy, một lát nữa em đi cấp cứu mất Tết nhất tới nơi rồi Để cho bác sĩ người ta nghỉ ngơi một xíu Kim Thành lúc này ngồi tựa một bên yên xe Anh kéo phương, đang đứng ở trước mặt sát vào lòng của mình Mặt đối mặt Kim Thành lấy lại bộ dáng đàn ông đỉnh đạt, lịch lãm, đầy quyến rũ Hôn nhẹ lên chút mũi người yêu Nói vậy là em đồng ý đón giao thừa cùng anh phải không? Năm ngoái, anh nằm khách nhà em năm nay để anh mời lại chịu hay không? Kim Thành rất nhanh nắm chặt cái cơ hội trong tay. Cậu chịu tới nhà anh có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người được nâng lên một cái tầng khác, sâu sắc hơn, gần gũi hơn, kháng khích hơn. Cuối cùng Phương cũng bị thuyết phục theo Kim Thành về nhà mà mừng năm mới. Lúc này trong nhà Hoàng Ân lại có một chút sự cố. Minh Quân không lẽ ngủ phòng khách? Hai đứa ngủ chung, nhường một giường lại cho anh là được rồi nhớ dọn dẹp cho lịch sự một chút, không thì anh cười cho đó. Bà Như Thủy tuy là nói như vậy, nhưng biết rõ phòng hai thằng con trai của mình cũng không quá bày hay hay có mùi lạ gì, nhường cho khách một đêm cũng không lo mất mặt. Đón giao thừa xong thì ngủ cũng không có bao nhiêu tiếng đồng hồ, chủ yếu là cùng nhau ăn uống xem tivi chờ năm mới. Trong khi nghe mẹ phân phó, Hồng Ân đã vội biến lên lầu, cậu dĩ nhiên không muốn nhường phòng của mình, việc trước tiên là thanh lý phòng của hoàng ân trước đã dọn dẹp dấu vết để minh quân không phát hiện ra hồng ân và hoàng ân hoàng ân dẫn minh quân lên phòng mình liếc sơ qua đã biết hoàng ân thay cậu động tay động chân cậu thở phào an tâm hoàng ân muốn thay tắm ra giường khác nhưng minh quân bảo thôi anh nhớ hồi chiều lúc dọn dẹp anh nghe cậu càm ràm ra giường mới đổi hai ba ngày bây giờ cũng lừa đổi lại không cần đâu anh không ngại Minh Quân đến ngồi bên cạnh bàn học của Hoàng Ân, anh ngắm một vòng xung quanh, mọi thứ cũng khá tươm tất. Tập vở đi học thường ngày cũng được cất hết, chỉ chừa mấy cái đĩa phim ở trên bàn. Phòng con trai không có trang trí màu mè gì, nhưng mấy thứ anh tặng thì hầu như là được trưng bày đầy đủ. Con gấu to đùng ở trên giường, chính xác là trên giường vì nó hình như được ôm ngủ mỗi đêm. Minh Quân ôm con gấu quan hẳn lên một cái đầu tủ gần đó, thấy Hoàng Ân nhăn mặt có vẻ tiếc. Anh bảo, con gấu to như vậy cũng có thể cùng em nằm trên một chiếc giường Vậy thì em không cần sang phòng khác ngủ đâu Không được, mẹ la chết, mẹ bảo nhường cho anh một phòng mà Cô ở dưới thì làm sao mà biết Minh Quân thấy Hoàng Ân đỏ mặt khi nghe anh bảo muốn chung phòng với cậu Minh Quân cười gian xảo Có biết thì bất quá nghĩ anh em ngủ cùng thôi chứ có gì đâu Làm sao mà được, mẹ biết Biết cái gì Mẹ biết em thích người cùng phái mà Thiệt hả? Hồng Ân, sao em không nói sớm? Nói sớm một chút, anh cần gì lấy tư cách hàng xóm láng giềng mà đến thăm? Lấy tư cách người yêu của em tới, không phải tốt hơn hay sao? Anh thấy cô thích anh như thế, không chừng cô chấp nhận giao em cho anh luôn đó. Nghe tới đó, Hoàng Ân phát hoảng. Ai chứ Minh Quân dám làm thật lắm mà nhan. Mà cái chuyện tình cảm của anh với cậu còn chưa có rõ ràng. Làm sao dám để anh danh chính ngôn thuận, mang tiếng là bạn trai của cậu tới gặp mẹ được? nhưng mà từ hồi mẹ biết mẹ không có cho tụi em yêu đương sớm muốn để thi lên đại học thì mới cho yêu hoàng ơn viện đại một cái cớ nhưng cậu cũng không có nói dối mẹ rất muốn hai anh em tập trung vào cái việc học cô khó tính như thế từ lúc nào vậy minh quân cũng hơi bất ngờ với cái chuyện bà như thị cấm yêu sớm bây giờ trẻ con mới có nước mắt ra đã yêu đương lung tung rồi cấm cái kiểu gì nhưng hồng ân ngoan như vậy chắc chắn sẽ nghe lời mẹ Thôi thì anh cũng không nên làm khó cậu Để thêm một năm nữa Anh ổn định mọi thứ Xong rồi đến sinh cũng không có muộn Dù gì anh cũng muốn có sự nghiệp Có chỗ đứng riêng rồi mới muốn tới gặp mẹ của Hồng Ân Chuyện ngủ nghỉ cuối cùng Minh Quân cũng được tội nguyện Hồng Ân đóng kín cửa đi ngủ sớm Mặc kệ hai người tự xử Dĩ nhiên đêm đó sau khi đón giao thừa Minh Quân rất khí ha hí hận Ôm Hoàng Ân nằm ở trên giường Vui quá đến mất ngủ luôn trời bắt đầu hững lên anh mới nhắm mắt tay vẫn ôm khư khư eo của hoàng ân không có buông mà hoàng ân thì có hơn gì đâu trên cổ trên vai trên má cứ luôn bị minh quân kích động hôn xuống liên tục làm toàn thân cậu nóng ran môi cậu thì khỏi nói từ khi bắt đầu đặt lưng xuống nó đã bị mút mát gặm cắn tới đỏ ửng mọng lên lại càng khiến cho minh quân khó kiềm chế hơn nữa báo hại môi anh hầu như không mấy khi rời khỏi môi của cậu đúng nghĩa là thức trắng đêm để đón năm mới. Sáng mùng 1 Tết, chỉ có mỗi bà Như Thủy dậy sớm, thấy hai thằng con trai lẫn khách không có động tĩnh, nghĩ chắc đêm qua thức khuya quá nên bây giờ vẫn còn ngủ. Bà Như Thủy cũng không có lên gọi, Tết mà, cứ tự do thôi, cũng chẳng có họ hàng bên nội bên ngoại gì mà để đi chúc Tết, thoải mái nghỉ ngơi thôi. Kết quả, đến giờ trưa mới thấy người xuống lầu. Ăn xong thì Minh Quân cùng Hoàng Ân chuẩn bị ra sân bay đi chơi. Hồng Ân thì tiếp tục ôm máy tính, ôm tivi, buổi tối cậu mới có hẹn đàn đấm với cái đám bạn bè, nên bây giờ cứ tà tà thôi. Hay, cậu ước gì cậu được như Hồng Ân cùng Đình Tuấn ở bên nhau du lịch vài ngày, suốt ngày suốt đêm chỉ có hai người mà thôi.